bác đó. Thì được nhá.
Bác trả tiền công nhá. Vâng, con xin. Con đi về. Đi nhá. Vâng. Cảm ơn nhá. À bác ơi. Dạ. Quay lại đây bác lấy. Này bác cho. Đi đi này. Vâng, con xin. Con về. Về nhá. Vâng. Mi lúa đã về rồi.
Mày lại nhà trường nhà tao nhá. Tao đi cho nó ăn được cho mày nhá.